Bệnh thận nếu như không được chữa trị kịp thời để tình trạng viêm nhiễm kéo dài thì sẽ dẫn đến tình trạng suy thận mãn tính. Lúc này các tổ chức nhu mô thận bị giảm dần về số lượng đơn vị chức năng, khiến cho chức năng thận bị suy giảm. Diễn biến của chứng suy thận mãn có thể kéo dài từ nhiều tháng đến nhiều năm, thậm chí có biểu hiện kín đáo hoặc là rầm rộ, khiến cho người bệnh chủ quan. Với sản phẩm thực phẩm chức năng Thasuka thì suy thận mãn chưa phải là dấu chấm hết và sẽ mở ra một niềm hy vọng cho các bệnh nhân mắc căn bệnh nan y này. Dược phẩm Thasuka là sự kết hợp độc đáo từ các thảo dược thiên nhiên, có rất là nhiều tác dụng hỗ trợ cho việc bổ thận và phục hồi chức năng thận. Sản phẩm thích hợp cho những bệnh nhân bị các bệnh về thận như là suy thận cấp, suy thận mãn và chạy thận nhân tạo. Thành phần trong một viên nén Thasuka bao gồm thanh tâm thảo, dâm dương hoắc, thục địa, thỏ ti tử, hồng sâm. Các dược liệu trên có tác dụng là bổ thận, phục hồi chức năng thận và tăng cường sức khỏe. Thasuka có tác dụng là bổ thận, tăng cường chức năng thận, giảm số lần chạy thận và hạn chế các biến chứng của bệnh suy thận, điều hòa huyết áp, chống co giật, ổn định tim mạch, tăng cường tạo máu. Thasuka là một sản phẩm chức năng rất là cần thiết và phù hợp cho những bệnh nhân bị suy thận mãn tính, suy thận giai đoạn cuối, chạy thận nhân tạo. Ngoài ra thì nó còn có tác dụng là tăng cường sức khỏe và phục hồi sinh lực. Đối tượng sử dụng Thasuka là những người bị suy nhược cơ thể, chức năng thận bị suy giảm, người đang chạy thận nhân tạo, bệnh nhân bị suy thận mãn, suy thận giai đoạn cuối, người đang bị suy giảm chức năng sinh lý do chức năng thận bị suy giảm. Đối với những người mà bị suy thận mãn thì sử dụng một ngày 6 viên chia làm 2 lần. Đối với người bị yếu sinh lý thì sử dụng 4 viên một ngày chia làm 2 lần. Đối với những người cần bồi bổ sức khỏe, người già chức năng thận bị suy giảm thì dùng 2 viên một ngày chia làm 2 lần. Để sản phẩm phát huy tối đa hiệu quả thì nên sử dụng thời gian tối đa là 36 tháng, đặc biệt là đối với những bệnh nhân đang bị suy thận mãn và những người chạy thận nhân tạo. Lưu ý khi sử dụng sản phẩm Thasuka là bệnh nhân mắc bệnh về suy thận mãn thì có những triệu chứng như là tay chân bị phù, đi tiểu gắt, huyết áp cao, tim mạch không ổn định, cảm giác mệt mỏi, trằn trọc, khó ngủ. Sau khi sử dụng 2 tháng Thasuka liên tục thì bệnh nhân sẽ có những triệu chứng dần ổn định hơn, như là chức năng thận được cải thiện và có dấu hiệu như là tay chân hết phù, huyết áp về mất cân bằng, hệ tim mạch ổn định, đi tiểu dễ dàng hơn và ăn ngủ ngon, người đỡ mệt mỏi hơn.